Taliban cấm phụ nữ chơi thể thao. Phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm chơi thể thao dưới thời chính quyền mới do Taliban lãnh đạo, bất chấp cam kết của lực lượng này về chính sách ôn hòa. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình SBS của Australia, quan chức Ủy ban Văn hóa của Taliban, Amazullah Asi, cho biết thể thao không được coi là quan trọng đối với phụ nữ Afghanistan. Tôi không cho rằng phụ nữ được phép chơi cờ rickit vì họ không nên chơi bộ môn đó. Trong môn cờ rickit, phụ nữ có thể gặp phải tình huống không được che mặt và cơ thể. Hồi giáo không cho phép phụ nữ như vậy, ông Asi nói. Bây giờ là thời đại của truyền thông, do vậy sẽ có hình ảnh và video, sau đó mọi người sẽ xem lại. Hồi giáo và Tiểu Vương quốc Hồi giáo Afghanistan, Taliban không cho phép phụ nữ chơi cờ rickit hoặc các môn thể thao để lộ cơ thể. Quan chức Taliban cho biết thêm, những phụ nữ chơi thể thao, bao gồm vận động viên cờ rickit, không lộ diện kể từ khi Taliban lên nắm quyền trong bối cảnh lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan. Một số phụ nữ cho biết họ bị các chiến binh Taliban đe dọa bạo lực nếu bắt gặp chơi thể thao. Khi Taliban cầm quyền tại Afghanistan từ năm 1996 đến 2001, phụ nữ nước này gần như không được phép tự do rời khỏi nhà, ngoại trừ một số điều kiện nhất định như đi cùng người thân là nam giới. Những người vi phạm quy định này có thể bị trừng phạt, đánh đập, thậm chí bị hành hình. Sau khi giành kiểm soát Afghanistan giữa tháng trước, Taliban liên tục đưa ra những thông điệp ôn hòa như khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, thậm chí tham gia vào chính quyền mới. Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cam kết, phụ nữ Afghanistan sẽ không chịu sự phân biệt đối xử và có cơ hội học tập, làm việc trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Tuy vậy, những hành động thực tế cho thấy Taliban dường như không thực hiện cam kết do lực lượng này đưa ra liên quan tới phụ nữ. Một chính phủ lâm thời mới của Taliban đã bắt đầu hoạt động từ ngày 8 tháng 9. Trong đó, những người theo đường lối cứng rắn đều được đưa vào các vị trí chủ chốt. Một điều đáng chú ý là không có sự xuất hiện của phụ nữ trong nội các, bất chấp cam kết trước đó của Taliban về việc thành lập một chính quyền toàn diện. Cơ quan quản lý giáo dục của Taliban tuần trước đã đưa ra quy định với các trường cao đẳng và đại học tư thục ở Afghanistan. Theo đó, nữ giới phải mặc trang phục truyền thống abaya và trùm ni che mặt. Đây là trang phục cho phép hở đôi mắt, thay vì trang phục bu trùm kín. Những năm gần đây, bu và ni gần như biến mất khỏi đường phố Kabul và chỉ xuất hiện ở những thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn. Ngoài ra, nam giới và nữ giới không được ngồi chung, nghĩa là họ sẽ phải học trong các lớp riêng biệt hoặc cùng lớp nhưng phải có rèm ngăn cách, đồng thời phải sử dụng lối đi riêng. Các nữ sinh sẽ kết thúc buổi học sớm hơn 5 phút so với nam sinh để tránh chạm mặt. Tuần này, các cuộc biểu tình với sự tham gia của phụ nữ nhằm phản đối chính quyền Taliban đã nổ ra ở nhiều thành phố tại Afghanistan. Một cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul hôm 8 tháng 9 đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh Taliban giải tán, trong khi truyền thông Afghanistan đưa tin một cuộc biểu tình ở thành phố Faizabad cũng bị trấn áp.